Hi, xin chào cả nhà, chúng ta lại cùng gặp nhau ở mỗi tối thứ năm hàng tuần. Và sau khi mình làm một số những cái video review nước hoa của nữ, đại khái là top 5 chai nước hoa nữ nên sử dụng qua này, hay là top 5 chai nước hoa nữ mùa hè, thì mình có nhận được những cái phản hồi khá là tích cực của các bạn nữ, đó là các bạn ấy rất là muốn xem những cái cảm nhận của các bạn nam, những bạn khác giới về những cái mùi hương mà các bạn nữ sử dụng. Nên là ngày hôm nay mình sẽ review hai chai nước hoa của nữ. Và hai chai nước hoa mà mình sắp giới thiệu ở đây đó chính là hai chai nước hoa của nhà Salvatore Ferragamo, đó là Citrolina phiên bản trắng, phiên bản đen. Thứ hai thì ngoài hai phiên bản này ra còn rất nhiều những cái phiên bản khác, nhưng mà đây là hai phiên bản khá là phổ biến trên thị trường và các bạn rất là dễ tìm kiếm mua. Hai phiên bản này thì nó đã ra khá là lâu rồi, và mình cũng sẽ trả lời một cái câu hỏi mà cũng khá nhiều người hỏi, đó là năm 2020 rồi thì có nên mua hai chai nước hoa này nữa hay không. Chúng ta cùng nhau theo dõi nha. Đầu tiên thì như bao video mình review, mình sẽ review về ngoại hình của em này. Thì đây là cái thiết kế của nó, các bạn này nhìn thấy. Đó. Cái phần, đây là cái chai hình chữ nhật và nó thuộc vào dàn kiểu dài ở phía dưới. Trông nó, đây phần trên là phần có cái phần nơ màu hồng nhá, trông nó rất là bánh bèo. Đó, vào cái nắp thì làm hình tròn. Thì chai nước hoa này nó được ra mắt vào năm 2011. Mặc dù là cũng khá gần, mới chỉ có 9 năm thôi, nhưng mà mình thấy cái thiết kế này nó không được sang và giành điệu lắm. Nó hơi kiểu đồ chơi cho trẻ con ấy. Và cái phiên bản màu đen này thì trông nó còn gọi là, vì nó là màu đen nên là mình thấy rằng là trông nó còn hấp dẫn hơn, trông nó kiểu bí hiểm hơn một chút. Đó, nên là ngoại hình thì thôi, mình xin phép là nhận xét chỉ như vậy thôi nhá. Về phần mùi hương, chúng ta cùng nhau đi đến cái phiên bản màu trắng này, hay gọi là EDP. Thì mình đã từng ngửi qua 3 phiên bản, phiên bản này, phiên bản đen và phiên bản màu đỏ. Thì mình thấy rằng là cái DNA của cái bộ sưu tập Citrolina của nhà Salvatore Ferragamo này thì nó là hơi hướng ngọt. Phải nói rằng là nó ngọt rất là nhiều. Mình phải nói thẳng luôn với các bạn là mùi nó là một cái mùi hương rất là ngọt ngào. Nên là nếu như bạn nào mà nghĩ em này trông kiểu đơn giản như này thôi mà nghĩ rằng nó là một cái mùi hương hoa cỏ thì các bạn đã hoàn toàn nhầm. Và em này thì có lẽ rằng là với mình đây là một cái phiên bản dễ ngửi nhất. Tại vì khi các bạn xịt ra thì các bạn sẽ thấy rằng là cái mùi, mình cảm thấy được cái mùi hoa nhài. Mùi hoa nhài ở đây nó vẫn đan xen với cái mùi ngọt. Ngọt nó không phải từ trái cây, từ một cái quả gì cả, mà nó ngọt từ ở đây mình cảm thấy rằng nó từ đồ ăn. Và khi càng dry down xuống thì cái mùi hoa nó càng lắng xuống, nó sẽ chỉ là một cái mùi hương ngọt này, rồi ngọt hơi kiểu đường đường, rồi mịn mịn. Có nghĩa là nó làm mình liên tưởng đến một cái món đồ ăn. Và mình có xem qua cái nốt hương sau khi mình xịt thì nó là cái nốt caramel, thì nó là một cái nốt hương khá là ngọt. Nên là em này ấy, thì mình không thực sự rằng là đến cái thời điểm này mình không phải là một người quá là thích ngọt. Nên là em này với mình thì nó thực sự là nó hơi quá đà. Nhưng mà trong 3 mùi mình đã ngửi thì em này có lẽ là dễ chịu nhất. Và mặc dù nó là một cái mốt ngọt, nhưng các bạn phải hiểu rằng là mùi hương này nó lưu trên da chỉ tầm 6 đến 7 tiếng. Nó tỏa hương rất tốt trong 1 tiếng đầu, nhưng mà càng về sau thì nó chỉ là một cái mùi hương ngọt phảng phất ở trên da thôi. Nên là nếu như bạn nào mà có quan tâm và có muốn lựa chọn em này thì các bạn chỉ cần xịt trước khi ra đường 1 tiếng thôi thì chắc là ok. Còn đối với cái phiên bản màu đen này thì nó là một cái phiên bản ngọt hơn rất nhiều. Có thể nói rằng là nó ngọt gấp đôi cái phiên bản kia. Và cái vị ngọt đây thì các bạn ngay khi mở đầu các bạn xịt, các bạn thấy rằng là nó có một chút hơi kiểu chua. Chua đến từ một cái quả gì đó, nó khá là chua, nó vừa chua vừa ngọt. Và dry down thì nó lại thành một cái tổ hợp mùi hương có phần hơi kiểu kem kem, hơi kiểu mịn mịn. Đó, và em này thì thực sự rằng là nó, các bạn sẽ ngửi thấy mùi đường rất là rõ, mùi đường hơi kiểu cháy, hơi cháy nhẹ thôi, rất là rõ ràng. Và cái vị chua thì khi dry down nó đã không còn nữa rồi. Và em này thì thực sự rằng là mình ngửi em này thì mình bị ngấy, thực sự là rất là ngấy. Với một thằng mà ăn kiểu healthy như mình ấy thì khi xịt em này ra mình cần hít một phát thôi, mình nghĩ rằng cả ngày hôm đấy mình không phải ăn uống gì cả. Và em này thì nó lưu hương trên da khoảng tầm 8 đến 9 tiếng và nó tỏa hương rất tốt khoảng tầm 2 đến 3 tiếng đầu. Và mùi hương lúc sau thì nó vẫn tỏa nhưng mà nó sẽ giảm bớt khoảng cách càng về sau. Vậy thì phong cách và độ tuổi của hai chai nước hoa này như nào? Thì với mình ấy, mình cảm nhận rằng là với cái phiên bản EDP, phiên bản gốc này thì có lẽ sẽ rất là phù hợp với cái bạn nữ ở tầm 20 tuổi cho đến 24, 25 tuổi sử dụng mùi này và là những người thích mùi ngọt.
Và em này thì sử dụng trong cái môi trường có lẽ rằng là văn phòng, điều hòa máy lạnh, hoặc là những ngày trời thu hoặc là đông. Còn nếu mà sử dụng mùa hè thì chắc là không hợp. Còn đối với cái phiên bản đen này thì mình nghĩ rằng là các bạn phải là một người rất là thích ngọt, phải là một các bạn nữ rất thích ngọt. Và mùi hương này thường ấy, những cái mùi hương và những cái chai nước hoa mà nó có thiết kế màu đen này thì mình sẽ nghĩ đến cái độ hấp dẫn, độ quyến rũ. Nhưng mà mình cảm giác là khi mà xịt em này thì mình có cảm giác là có một cô gái kiểu bánh bèo, kiểu chảy nước, điệu chảy nước luôn ấy. Và em này thì nếu như để sử dụng thì có lẽ rằng là các bạn phải đi bar, đi pub và ở trong cái môi trường hẹp thì chắc là em này là hợp lý. Còn thực sự rằng là nếu như về độ đa dụng em này thì chắc là mùa đông phải tầm 5-6 độ ở ngoài miền Bắc thì sử dụng em này hợp lý. Còn những mùa khác tốt nhất là các bạn không nên nghĩ đến và không nên sờ tới. Và năm 2020 rồi thì có nên mua hai chai nước hoa này hay không? Thì mình sẽ phân tích trên những cái khía cạnh này để các bạn lựa chọn. Đầu tiên đó là về cái giá tiền, hai chai nước hoa này thì nó chỉ tầm 1 triệu đồng thôi. Thì nếu như bạn nào mà các bạn là sinh viên, các bạn là học sinh, tài chính của các bạn hạn chế mà các bạn cần một cái mùi hương mà nó ngọt ngào, nó theo kiểu quyến rũ, ngọt ngào quyến rũ thì các bạn có thể lựa chọn em này. Và cái thứ hai đó là các bạn có thể mua em với cái giá tiền 1 triệu đồng, các bạn có thể mua em này để tặng quà sinh nhật cho bạn gái, cho chị hay là cho em đó. Thì em này cũng khá là ok, trong chai lọ bầy rất là xinh. Còn nếu như bạn có một cái số tiền khoảng tầm trên 1 triệu đồng, tầm 1.7-1.8 triệu cho đến 2 triệu đổ lên, thì bạn có thể có nhiều lựa chọn hơn. Đặc biệt là những cái sản phẩm của nhà Narciso Rodriguez mà mình đã từng review rồi, thì mình sẽ để link ở phía trên này để các bạn xem. Và có những khá nhiều những cái chai nước hoa khác đây, như là Dolce & Gabbana Light Blue này đó, hoặc là Thierry Mugler Alien của đó mình cũng đã từng review rồi. Thì nó cũng là một cái mùi hoa ngọt, nhưng mà nó là kiểu ngọt fruity chứ không phải ngọt kiểu đồ ăn gourmet như này. Và em này thì mình nghĩ rằng là với cái thời đại bây giờ 2020 thì mua cái việc mua em này và cái mùi hương này thì mình, mặc dù nó ra mắt vào năm 2011, nhưng mà mình thấy rằng là cái hướng làm mùi của nó có phần hơi cổ điển, nó có một chút gì đó nó mang cái DNA kiểu hơi kiểu cũ cũ ngày xưa, và nó không có những cái nét chấm phá hiện đại như bây giờ, như cái mùi hương mà nó gây được cái sự, nó tạo được cái độ đặc biệt, được cái sự hấp dẫn riêng của mùi hương đó. Thì em này thì hai chai nước hoa này nó không mang tới cái điều đó. Và thực sự rằng là nếu như các bạn hạn chế tài chính, các bạn có thể mua em này thôi. Còn nếu như các bạn tài chính tốt hơn thì các bạn hãy lựa chọn những cái mùi hương khác. Mình không khuyến khích các bạn mua những cái mùi hương này nếu như các bạn có tài chính tốt. Còn nếu như là đấy, như mình nói, mua tặng hay là tài chính hạn chế, thích mùi ngọt thì các bạn hãy mua em này. Và là một fan của đồ ăn, tín đồ của đồ ăn thì các bạn hãy mua chai nước hoa này. Và đó là cảm nhận của mình về mùi hương, độ bám tỏa, giá tiền, những cái lựa chọn. Và năm 2020 thì có nên mua hay không? Thì đó toàn bộ là cái cảm nhận cá nhân của mình. Thì các bạn đã sử dụng qua hai chai nước hoa này chưa? Thì hãy comment ở bên dưới. Và đừng quên like, subscribe và chia sẻ cho kênh YouTube của mình nếu các bạn thấy video này hay. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.